Em ơi, tới giờ vào rồi. Dạ, em biết rồi. Thôi, ba má về nghỉ đi ba. Thôi, má về đi ba. Con đến nơi nhớ điện thoại cho ba má nha. Dạ, con nhớ rồi mà má. Con biết rồi mà. Ba má yên tâm đi, có anh Vinh rồi. Con qua tới bên đó đó, sẽ gọi điện về liền à. Ba má yên tâm đi, đừng có lo cho con. Ừ, vậy tốt quá rồi. Hai đứa đi đi, để trễ. Dạ, con chào hai bác. Thôi, ba má về đi. Con đi nha. Nhìn hai đứa nó tuyệt đôi quá ông ha. Cậu uống sữa đi rồi học tiếp con. Má kệ con đi, khi nào cần thì con uống mà. Con có khi nào nghĩ tới chuyện ăn uống đâu mà bưng tới tận nơi rồi còn nhăn nhó nữa. Uống đi, bỏ xuống, uống đi. Má để con nghe cho. Alo. Alo. Alo, alo. Ai gọi sao mà không lên tiếng, tôi cúp máy rồi nha. Chị đây, em làm gì mà dữ vậy? Sao em cứ nói hoài mà chị không lên tiếng vậy? Chị bỏ cái tật đó đi nha. Tại chị vừa bấm máy thì điện thoại di động chị reo. Chị xin lỗi mà. Lỗi phải gì? Có chuyện gì thì chị nói nhanh lên đi. Sao em lại cáu với chị vậy? Út à, má có nhà không? Cho chị nói chuyện với má một chút. Có. Đợi chút. Đây má. Lâm hả? Má nè. Má hả má? Anh Hưng tháo bột rồi má. Vậy hả? Tháo bột rồi hả? Có đi lại chút chút được chưa? Dạ, cũng bình thường má. Vậy thì tốt rồi. Má chúc mừng tụi con nha. Dạ, con cảm ơn má. Dạ, má ngủ ngon. Ừ. Tại sao ông ta lại không gọi điện nữa chứ? Alo. À, là Phong đây nè. Ừ, biết rồi, có gì không? Nói đi. À, giờ này tôi đang học bài hay là đã nghỉ rồi? Nghỉ rồi. Nè, tại sao các bạn đưa lưu bút cho nhau, Tú không chịu đưa lưu bút cho Phong? Với lại không chịu lấy lưu bút của Phong mà viết. Tú không thích cái trò trẻ con đó. Trời, đó là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò mà. Có gì đâu mà trẻ con. Tùy cách nghĩ của mọi người thôi. Cúp máy đây nha. Tú. Gì vậy em? Người ta lại biết số điện thoại rồi nhắn tin cho anh nữa nè. Thôi kệ nó đi, anh không cần đọc đâu. Từ nay anh không dùng điện thoại di động nữa đâu. Xem nó làm gì được anh. Thôi được, anh không dùng cũng tốt. Hay em giữ điện thoại của anh, em sẽ điều tra người đó là ai. Vô phương rồi. Như vậy thì tức chết đi được. Mày biết giờ thằng Phong nó viết gì vô lưu bút của tao không? Viết gì? Từ từ. Thế là mùa hè cuối cùng của đời học sinh đã đến. Nhìn hoa phượng vĩ nở, đỏ rực sân trường. Phong không còn háo hức như mùa hè đã qua. Bởi từ ngày mai, chúng ta phải chia tay nhau rồi. Mỗi người, mỗi ngã, dân dân và dân dân.
Cha, thằng Phong nó giết sến như vậy chắc là nó si mày rồi. Không có đâu, thằng Phong vẫn đeo đuổi con Tú mà. Nhưng con Tú á, nó là con Phong mà. Thì vậy nên mới có chuyện để nói. Ê, Tú tới kìa. Chào hai bà. Anh ơi, cho ba ly chè đậu đỏ nha. Kêu gì dữ gì mày, ăn sao hết? Ăn không hết cũng phải ráng. Bởi vì tao nghe nói, ăn chè đậu đỏ vô là hên dữ lắm. Thi đậu đậu đó đó. Phải không? Tụi bé ăn. Bày ra, sao bao nhiêu người thi trượt đó, người ta không biết ăn chè đậu đỏ hả? Thì có khi họ không biết thiệt sao. Không biết có nên tin hay không, nhưng ăn thì phải cứ ăn. Không đổ đại học thì cũng đổ chè đậu đỏ. Ăn đi, cứ ăn đi. Ăn hết rồi cứ thêm. Tú, chúc may mắn. Cảm ơn. Cái què tự chỉ có một gạch thôi, vậy là con trễ ngày chứ không phải có thai đâu. Nhưng mà con thấy mệt mỏi và buồn nôn quá. Thì chắc là sức khỏe, vì con lo lắng quá mà. Hay là con đi khám bác sĩ coi. Má nói vậy đi khám bác sĩ làm chi nữa, cho nó tốn tiền. Thì cũng phải đi khám tổng quát coi sao. Mà con Tú có làm bài được không mà giờ này chưa thấy về nữa không biết. Má lo làm chi, đang mùa thi mà. Chắc nó bị kẹt đường đó. Tú, con làm bài được không mà sao về trễ vậy? Tú, sao má hỏi em không trả lời? Em đã nói là không được. Em lắc đầu rồi mà còn hỏi hoài vậy? Tú. Ừ. Thôi con, môn này mình làm không được thì mình ráng làm tốt môn khác mình gỡ lại cũng được mà. Bây giờ xuống ăn cơm đi rồi chiều đi thi tiếp. Còn thi nữa đâu má? Sao vậy? Có thi nữa cũng có đậu, thi nữa làm gì cho mệt. Con làm bài thế nào mà bi quan dữ vậy? Con có làm được gì hết á, không điểm là cái chắc rồi. Trời ơi, con học hành sao mà tệ dữ vậy? Hoàn cảnh sinh ra số phận mà. Anh Hưng nè, sao em lại nói như vậy? Tú à, con mở cửa đi, anh Hưng muốn gặp con nè. Con không có muốn nói chuyện với ai hết á. Đi về hết đi, má biểu đi về hết đi. Vậy thôi, Tú đang buồn, kệ nó đi má. Má à, hai ngày nữa con đi Pháp rồi. Má nói với Tú là thôi lỡ rồi, em đừng có buồn nữa. Cố gắng học hành để sang năm thi lại. Ừ, má cũng nói hết lời rồi, mà nó có chịu nghe đâu. Còn nếu mà Tú không muốn đi học nữa thì ra công ty làm với con. Có đi làm, kiếm được đồng tiền nuôi sống mình thì mới khôn ra. Chứ ở nhà với má làm trịch làm thượng, ai mà chỉ thấu. Kìa em, Tú nó đang buồn, em cũng phải thông cảm cho nó chứ. Thông cảm gì mà thông cảm. Anh có biết là nó làm khổ ba má như thế nào không? Thôi, má la thì la vậy thôi, chứ nghĩ cũng tội cho nó. Má cứ như vậy, em Tú không hư sao được. Má con về. Ừ. Đủ rồi đó, tôi cảm ơn lòng tốt của mọi người đó. Đi về hết đi, để cho tôi yên. Tú, thôi đi, nghe lời chị con được không? Con không cần má năn nỉ con đâu. Con chỉ cần má nói hết những gì mà má đang giấu con á. Ừ, thì má không giấu con cái gì hết. Vậy thì má hãy trả lời cho con biết, cái người đàn ông vẫn thường gọi điện cho má là ai? À, ai? Người đàn ông nào? Đó, thấy chưa, má vẫn cố tình dối trá mà. Con hỏi má, vậy chứ cái bác mà tự xưng là bạn của ba tới thắp nhang cho ba, rồi cúng 1.000 đô, nhưng mà không gặp được má. Rồi sau đó, con thấy bác đó ở chùa, con chỉ cho má, nhưng mà má cố tình lẩn tránh. Bác đó là ai? Đang ở đâu và làm cái gì? Làm sao má biết được, con cứ hỏi lung tung mà.
Con biết là má sẽ không nói rõ mà. Nhưng mà con nói cho má biết, con nhất định sẽ tìm ra người đó để làm sáng tỏ chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Con không được làm phiền người ta nha. Xin lỗi má, con không thể không làm rõ những điều con nghi ngờ. Tú, em cứ yên tâm mà đi. Anh luôn một lòng một dạ với em. Đừng nghi ngờ dớ dẫn lung tung rồi ảnh hưởng đến sức khỏe em biết không? Em hãy tin anh. Thôi, anh đi về đi. Sang đến nơi với điện thoại cho anh nghe. Có gì khó khăn cứ nhờ Như Thủy giúp đỡ nghe em. Em biết rồi. Con, có chuyện gì mà mời bác ra đây vậy? Dạ, con có gọi cà phê cho bác rồi đó. Dạ, bác uống cà phê đi. Ừ. Rồi con có chuyện này muốn hỏi rõ bác một chút. Vậy con không uống gì à? Dạ, con không biết uống cà phê. Vậy thì con uống thứ khác. Uống gì thì con cứ gọi đi. Uống đi, bác trả tiền cho. Ừ, con có tiền mà, tại con không uống cà phê được. Chứ đâu phải tại con không có tiền trả đâu, bác cứ uống đi à. Vậy thì con muốn hỏi gì ở bác, cứ hỏi đi. Bác là bạn của ba con từ đó tới giờ. Vậy bác có biết cái bác gì mà hơi to cao, hình dáng có vẻ chạy chút một chút, con cũng không biết làm gì, nhưng mà có vẻ giàu và hay đi với người nước ngoài không bác? Con hỏi mù mờ vậy sao bác biết? Cái hôm mà con lo xong hậu sự cho ba con á, bác ấy có đến thắp nhang và phúng điếu 1.000 đô. Nói là bạn của ba con ở xa mới về, mà bữa đó còn lại quên hỏi tên của bác ấy mới ghê. Vậy má con có biết không? Má của con hả? Má của con biết có biết người đó không? Mà hai người có vẻ tránh gặp mặt nhau. Con linh cảm có chuyện gì đó. Vậy thì bác cũng chịu. Bạn bè học trò của ba con nhiều lắm. Nhưng mà con muốn tìm bác ấy để làm gì? Con có linh cảm có một điều gì đó không ổn, con muốn làm sáng tỏ. Thôi đi con ơi, nếu bác ấy là bạn của ba con mà má con cũng không biết, và con thì muốn gặp mặt, con tìm người ta để làm cái gì, đúng không nè? Nhưng mà con nghi lắm. Con nghi cái gì? Chắc là bác cũng không biết được đâu à. Con bé này, có chuyện gì quan trọng của ba má con mà bác không biết? Vậy bác có biết ba má con sống với nhau như thế nào không? Con nè, nhưng mà bây giờ ba con đã yên nghỉ rồi, bác thấy không nên nhắc lại chuyện cũ nữa con à. Vậy có nghĩa là bác cũng biết ba con đã từng có chuyện ngoại tình đúng không? Nhưng mà chuyện đó thì cách đây cũng gần bằng tuổi con rồi. Công bằng mà nói á, ba con rất là yêu thương các con. Vì vậy mà ông ta đã quyết định quay về với má con của con. Còn má con... Vậy còn má con? Má con á thì khỏi phải nói, một người đàn bà đức hạnh, hiền lành, một người vợ tuyệt vời. Các bác vẫn thường so bì má con với bà xã của bác và ghen tị với hạnh phúc của ba con đó. Bác tưởng có chuyện gì? Nhưng nếu đó là chuyện của quá khứ thì nên để cho ba con yên nghỉ. Đó là cách xử sự đúng đắn nhất của người hậu thế đó con. Không đơn giản như bác nghĩ đâu à. Có gì mà con Tú lại muốn tìm anh vậy?
Tôi chỉ sợ cháu nó làm phiền anh nên dặn trước phòng xa vậy thôi. Được rồi, không có gì đâu em à. Em yên tâm đi. À, mà nếu không có như vậy thì chắc chẳng bao giờ em gọi cho anh đúng không? Tôi mong anh để mọi chuyện được yên, chứ không có mục đích nào khác đâu. Chị ơi, chị cho em đăng ký chi tiết cuộc gọi. Em cho chị biết số máy rồi viết vào đây. Dạ. Dạ đây à. Rồi, chị cảm ơn em. Vậy là xong phải không chị? Ờ, xong rồi. Em cảm ơn chị nha. Được rồi, mình đã có cách. Alo, em nghe nè. Sao, em đã dậy chưa hay còn nằm dạ đó? Em dậy rồi, nhưng mà anh đừng có nói với em cái giọng đó nha. Vậy em muốn anh nói với em cái giọng gì? Hay là anh nói, em Tú ơi, hãy ráng dậy ăn uống rồi đi cho khuây khỏa. Lần này lỡ thua rồi, thì lần sau mình thi lại cho tốt. Anh vẫn đang chờ xin việc cho em đó. Anh đang chế giễu em đó hả? Không, anh đang nói chuyện nghiêm túc đó. Nếu mà em không dậy nằm lì mãi như vậy á là đánh đòn đó. Gì? Anh dám không? Đánh đi nè. Chứ bộ anh rể không đánh được em giờ hay sao mà em dám thách đố anh? Em có nhớ là anh đã hứa với ba như thế nào không? Đó là chuyện của anh với ba, không liên quan gì tới em hết á. Vậy mà có đó em cưng à. Dạo này á, làm đi xa, anh ăn cơm một mình cũng buồn. Hay là tối nay anh em mình đi ăn nhà hàng một bữa đi, được không? Ừ, vậy cũng được. Vậy nha, bye. Lam hả? Ừ, khỏe không vậy con? Như vậy thì tốt quá rồi. Hai chị em đang đi chơi với nhau hả? Ừ, hai đứa đi chơi cho vui nha. Thằng Hưng hả? Nó vẫn khỏe, cả nhà mình vẫn bình yên, vui vẻ lắm con. Thôi, đừng nói chuyện nhiều, tốn tiền lắm, bắt cúp máy nha. Ừ, chào hai con. Còn Lam á, nó gặp cô Như Thủy ở bên Pháp rồi. Hai đứa đang trò chuyện với nhau á, vui lắm ông ơi. Vậy thì tốt quá, còn gì nữa bà, hả? Ừ. Tú, ngồi đi em. Anh tới lâu chưa? Anh cũng mới tới. Ừ. Dạ chào anh chị. Anh chị dùng gì à? Em ăn gì cứ gọi đi. Cứ gọi thoải mái vô, đừng sợ anh không có tiền trả nghe. Trời ơi, anh làm như em là đứa háo ăn không bằng vậy đó. Chè mì hải sản đi chị. Nè anh. Anh cũng vậy. Dạ. Dạ. Em cười như vậy có phải là xinh đẹp hơn không? Tối ngày cứ ngồi ủ rũ như con gấu bông vậy. Anh lại bắt đầu giảng đạo với em nữa rồi đó. Thôi thôi, anh xin lỗi. Con Tú nó tìm anh để nói những chuyện như vậy thiệt hả? Đúng như vậy chị à. Tôi nghĩ là cháu đang bức xúc chuyện gì đó mà nó không tiện nói ra. Mà có lẽ đó là một nguyên nhân, chính là một lý do đã khiến cho con bé thay đổi giống như chị vừa nói. Ừ, tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng vấn đề sâu xa nó là cái gì? Từ đâu? Điều này chắc có lẽ chị nên tâm tình với cháu. Mẹ con á phải nên cởi mở với nhau. Vậy thì mới biết cháu nó muốn gì, nghĩ gì. Tôi trẻ bây giờ, tụi nó không có đơn giản giống như mình ngày xưa đâu chị ơi. Trời. Thank you.
vậy được. Bà nói dối. Bà nói dối. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao bỗng nhiên em trở thành một kẻ nổi loạn như vậy. Càng hiểu, anh càng thương em nhiều hơn Tú à. Tú à, bây giờ em có người để chia sẻ rồi. Có bất cứ gì vui buồn em cứ nói với anh. Đừng chịu đựng một mình rồi sinh ra trầm quốc đó, em hiểu không? Thôi, em ăn đi. Tú, má muốn nói chuyện với con một lát. Thôi đi má, con mệt rồi. Tú. Tú đúng là tội nghiệp quá. Mình phải làm sao để giúp cho em nó sống vui vẻ và tin yêu cuộc đời như trước đây. Alo em hả? Em nè. Chứ không lẽ anh đang mong chờ điện thoại của ai hả? Em lại như vậy nữa rồi. Anh đi đâu em gọi suốt buổi tối mà không liên lạc được. Anh đi ăn với Tú chứ đi đâu. Hai anh em vui quá ha. Thì nó vừa mới thi rớt tốt nghiệp, mình phải động viên an ủi đó chứ em. Thì em có nói gì đâu, hai anh em đi ăn với nhau thôi mà cũng khóa máy, tức chết đi được. Khóa gì đâu, máy anh hết pin, mới về nhà cắm ổ sạc vô đó. Hèn chi, em gọi khắp nội ngoại, cũng không thấy anh đâu hết. Anh à, Tú nó đỡ buồn hơn chưa? Ừ, cũng đỡ hơn lúc em còn ở nhà. Ừ, thì cũng phải từ từ. Em thấy Tú nó biết nghe lời anh lắm đó. Anh nên khuyên giải nó giùm em nha. Anh biết rồi. Công việc của em bên đó ra sao? Nói chung là cũng được rồi. Như Thủy nó khuyên em không nên đi xa lâu ngày, nên có thể em sẽ về sớm hơn dự định anh à. Chứ không phải nhớ anh mà về à? Ai mà thèm nhớ anh. Chứ không phải anh không muốn em về sớm à? Em lại nói bậy bạ rồi. Bậy bạ gì? Anh đừng có tình cũ không đủ cũng tới nha. Nếu mà có là chết với em đó nha. Ừ, anh biết rồi. Em cứ về sớm mà kiểm tra. Dạ anh ngủ sớm đi, bye anh. Alo, anh nghe. Alo, em sao vậy? Dạ, dạ là con chứ không phải má con Tú. Vậy bác là bạn của má con chứ không phải là bạn của ba con, giống như hôm bữa bác tới bác thắp nhang cho ba con rồi để lại 1.000 đô phải không ạ? Con bé này cũng thông minh thật. Alo. Ủa sao bác không trả lời con? Thì là bạn của hai người mà. Ủa bác tên gì vậy? Bác tên là Vĩ, còn con là Tú chứ gì, đúng không? Hả? Sao bác biết tên con? Thì hồi nào đó bà con nghe ba má con gọi tên con mà, nên nhớ vậy thôi. Dạ cảm ơn bác đã thành thật với con. Con muốn gặp bác để được nói chuyện nhiều hơn được không ạ? Nhưng bây giờ bác đang ở nước ngoài, để khi nào về bác sẽ điện thoại cho con, được không? Dạ được, nhưng mà bao lâu thì bác về? Chắc cũng phải cuối năm nay con à. Trời, lâu dữ vậy bác. Hay có gì con nói qua điện thoại cho bác được không? Nhưng mà bác phải trả lời thành thật với con đó nha. Ừ, được rồi, con cứ hỏi đi. Giữa bác với má con á, có quan hệ như thế nào với nhau vậy? Thì như bác đã nói là bác là bạn của ba con, cũng như là bạn của má con mà. Sao khi ba con còn sống con đâu thấy bác tới nhà con chơi đâu? Thì tại bác đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Chứ có phải là bác ở trong nước đâu. Ừ, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà con cảm thấy
giữa bác với má con giống như là có một điều gì đó bí mật á. Con nghĩ như vậy thật sao? Chẳng qua khi ba con mất đi, bác thấy cảnh nhà mình quạnh vắng. Bác muốn an ủi má con vậy mà. Sao tự nhiên bác gọi điện tới? Bác gặp con bác nói gì hết trơn vậy? Chắc tại sóng điện thoại có vấn đề gì đó con. Chứ sao gặp con bác lại không lên tiếng được? Nếu không tin, con cứ hỏi má con. Thôi, bác đang bận họp, gặp lại con sau nha. Dạ. Đây là tấm hình má chụp chung với bạn bè hồi trẻ. Sao có một người má lại cắt đi? Người đó là ai? À, cô này hình như là cô Hồng. Phải rồi, đúng là cô Hồng rồi. Mình nhất định phải tìm cô Hồng hỏi cho ra mới được. Chào cô. Tú, vô nhà đi con. Dạ thôi được rồi cô. Con qua đây ngồi đi. Dạ con. Con chỉ muốn hỏi câu chuyện này. Vậy ra ghế đá ngồi đi con. Chuyện gì con cứ nói đi. Cô cũng có mặt ở trong bức hình này. Vậy cô có biết cái người ở bên phía này, cái người bị cắt ra là ai không hả cô? Con muốn nói cái người mà má con đã cắt ra ở bên phía này nè cô. Con muốn biết để làm gì? Con tò mò vậy thôi. Người bị cắt ra hết chính là bác Vĩ. Bác Vĩ? Cô có lầm không ạ? Làm sao mà nhầm được? Tại cô cũng có một bức ảnh cũ kỷ niệm như thế này mà. Nếu vậy thì đúng là người này rồi. Sao? Người này thì sao? Là con muốn hỏi cô đó. Cái người này nè cô, có mối quan hệ như thế nào với má con hả cô? Thật ra cũng không có gì đâu. Hồi đó bác Vĩ đeo đuổi má con, nhưng má con lại yêu và lấy ba con. Vậy mà má con cắt bỏ tấm ảnh của người ta ra như vậy mà được à? Thiệt là. Chỉ có vậy thôi hả cô? Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà ba của con có biết bác Vĩ này không cô? Biết. Hai người vẫn thường ghen bóng ghen gió với nhau mà. Thì ra là như vậy. Sao một chuyện đơn giản bình thường như vậy mà hai người cũng phải nói dối? Đáng nghi quá. Tú, con sao vậy? Có gì muốn hỏi cô con cứ hỏi đi. Dạ. Cô có biết bác ấy bây giờ đang ở đâu, làm gì, vợ con thì ra sao không cô? Bác ấy hiện vẫn làm bên sở ngoại thương, hay đi nước ngoài lắm. Còn vợ con thì cũng ở ngay trong thành phố này thôi. Mà có cậu con trai học giỏi lắm à, nghe nói đậu thủ khoa đó, được học bổng, chuẩn bị đi du học nước ngoài. Ủa, vậy hả cô? Nói chung, nếu mà má con chọn bác Vĩ thì sẽ có một cuộc sống vật chất khấm khá hơn, nhưng chưa chắc hạnh phúc như ba má con. Dạ, nhưng mà ba con đã bị đột quỵ đi xa rồi ạ. Cô cũng có mặt trong đám tang đó, nhưng chắc tại nhiều quá con không có nhớ ra. Dạ, con cảm ơn cô. Vậy con xin phép cô con về nha. Dạ. Dạ, con chào cô về con. Mình quên hỏi cô Hồng nữa. Con trai ông ta tên gì ta?
Phong cũng vừa được học bổng sắp đi du học. Liệu có phải là Phong không? Alo. Ừ, Tú nè. Không, không có gì đâu, Phong đừng hiểu lầm. Tại Tú muốn hỏi là ba của Phong tên gì thôi. Hả? Tên Vĩ hả? Không, không có gì hết á. Tại có người nhờ Tú hỏi giùm thôi. Không có gì hết á. Thôi chào Phong nha. Quá ra là như vậy. Nhất định là có vấn đề rồi. Mình nghi lắm. Mình phải tìm cho ra mới được. Vợ con đi vắng, cứ về nhà ăn cơm chung với ba má có vui hơn không? Ra ngoài tiệm ăn á, vừa tốn tiền lại vừa hại sức khỏe nữa. Cũng tại bạn bè, xong việc là tụi nó cứ rủ đi nhậu mà má. Con á, cứ vui chơi với bạn bè như vậy á, nhậu nhẹt hoài, con làm nó không vui biết chưa? Thì làm đi vắng, con cho mình tự do một chút không được sao má? Không được. Nó đi vắng á, con càng phải nghiêm túc hơn, mới là người chồng tốt. Má khắc khe quá. Vậy mà ba chịu đựng được á, con cũng để ba ghê. Gì? Để phục cha con á hả? Chứ không đúng hay sao mà chửi nó. Bà lấy tôi là xuống vách rồi đó. Cái gì ghê, bà tưởng hàng hiếm. Vậy là con quyết định không thi lại hả? Dạ không. Tại vì con thấy có học nữa cũng học không có vô nên thôi. Vậy con chờ chị Lam về á, rồi nói với nó là con xin vô công ty nó làm đi. Có làm con làm chỗ khác, chứ con không làm chung với chị Lam đâu. Chị em mà sao con cố chấp vậy hả? Con không thích thì con nói không thích, chứ con không có nói gian dối được giống như người ta. Dạ, con chào bác. Mời cô vô nhà. Dạ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Cháu vừa nói tuần sau cháu đi Pháp phải không? Dạ, con có việc phải qua bên Pháp một thời gian bác à. Vì vậy cho nên con ghé bác để con xem thử hay không. Dạ, tiện thể con xin số điện thoại của Thủy. Để qua bên đó có gì chị em gọi điện thoại liên lạc với nhau. Tại con mất điện thoại cho nên bị mất hết số của mọi người rồi. Số điện thoại của con Thủy á, dạ, thì để bác lấy cho. Còn đồ á, thôi khỏi. Vì con Lam, vợ thằng Hưng á, mới đi Pháp. Hiện giờ đang ở bển á. Ủa, vậy hả bác? À, thôi bây giờ con ngồi đây chờ bác. Bác lên lầu lấy số điện thoại cho con nha. Dạ. Bác không nhớ số của nó. Dạ. Mình có nên đến chia tay lần cuối với ảnh không? Là Nguyệt hả? Em là khách không mời mà đến đúng không? Có chuyện gì mà Nguyệt phải tìm đến đây? Em đến thăm anh không được à? Ý là tôi không phải vậy. Nhưng mà làm đi vắng không có nhà, Nguyệt đến đây như thế này dễ gây hiểu lầm lắm. Anh Hưng trông có vẻ sợ vợ, phải không? Sợ thì chẳng ai sợ ai. Nhưng mà vợ chồng thì phải biết chịu ý nhau để mà sống. Vậy thôi em về nha. Dù sao thì Nguyệt cũng đến đây rồi.
Có chuyện gì thì Nguyệt cứ nói đi. Anh sống có hạnh phúc không? Tất nhiên. Mà sao Nguyệt lại hỏi vậy? Em không thích trả lời bằng những câu hỏi như vậy đâu. Thôi, Nguyệt nên đi. Có lẽ ở lại đây khiến anh Hưng khó chịu. Chào anh. Chào. Vậy là kết quả vượt ra ngoài mong đợi của chị hai rồi đó nha. Chiều nay chị còn muốn đi đâu nữa không? Em dẫn đi. Cảm ơn em. Chị muốn nghỉ ngơi một chút. Mai chị còn về nữa. Chị điện cho anh chưa? Chị gọi điện rồi. Chị dở quá à. Dở cái gì? Đáng ra chị không nên gọi điện cho anh bất ngờ. Sao em không nói trước? Em đâu ngờ chị điện cho anh gấp vậy. Tại chị cũng nôn nóng vậy với chồng chứ gì. Thì vợ chồng ai mà chẳng vậy hả em? Hay là để em gọi điện nói lại cho anh. Thôi em, giờ này á chắc là anh ngủ say rồi, gọi làm gì nữa. Thì thôi vậy. Dạ con chào cô. Con Tú nó qua con rủ con đi học mà. Ủa, con đâu có thấy nó hẹn hò gì đâu cô. Không phải hai đứa hẹn nhau đi học rồi đi coi hài kịch sao? Dạ đâu có. Con tính rủ nó đi qua chia tay với Phong. Vì ngày mai Phong đi du học rồi cô à. Vậy nó đi đâu? Dạ để con gọi điện hỏi nó. Dạ Tú khóa máy rồi cô à. Sao vậy? Ủa Tú không tới cùng Nhi sao? Không, nó không có ở nhà. Gọi điện cũng không nghe máy nữa. Thôi kệ Tú đi. Các bạn tới đông đủ với Phong là được rồi. À Nhi uống gì vậy? À cho Nhi một trái dừa. Em ơi một trái dừa nha. Lam, Lam, Lam. Anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Mà kệ con, má ra ngoài đi. Con cứ như vậy làm sao má yên lòng được. Tốt nhất là má để cho con chết đi cho rồi đi. Con muốn sống nữa. Con tưởng má sinh ra con, nuôi con lớn khôn như vậy dễ dàng lắm sao mà con nói như vậy hả? Vậy má coi cuộc đời này có gì đáng sống không? Thôi được rồi, nếu vậy bây giờ hai má con mình cùng nắm tay nhau nhảy xuống sông đi. Dậy, dậy nhanh lên, dậy đi, dậy. Tại sao má không ôm con nhảy xuống sông lúc con còn đỏ hỏn á? Bây giờ con muốn má chết con mới vừa lòng hả Tú? Về đến phòng thật là thoải mái quá đi. Nhớ em lắm hả? Anh. Gì vậy em? Sao ở nhà ngủ vậy anh không xếp mền gối gì hết vậy? Bừa bộn quá đi. Xếp làm gì cho mất công. Để về tối ngủ luôn cho nó khỏe, khỏi mở ra. Bừa bộn vậy mà anh coi được à? Thôi phụ em đi. Được rồi.
Anh Hưng à. Gì em? Bông tai này ở đâu ra đây? Bông tai gì? Thì đây nè. Anh nhìn thấy không? Thế này là thế nào hả? Anh giải thích cho em ngay đi. Ờ thì em lạ chứ, làm sao anh biết được? Bằng chứng rành rành như vậy mà anh còn muốn chối nữa hả? Nói cho em biết ai đang ngủ ở phòng này. Em nói gì lạ vậy Lâm? Lạ vậy chứ bông tai này ở đâu ra? Anh nói đi, không lẽ nó từ trên trời rơi xuống à? Anh hết đường chối cãi rồi chứ gì? Chồng ơi là chồng. Kỳ lắm, em nghe nói đã. Lâm, Lâm. Giờ này á, chắc con Lam nó về rồi. Ông chở tôi qua nhà tụi nó coi tình hình của Như Thủy bên đó như thế nào. Thì con mới về để cho nó nghỉ ngơi xa hơi chứ. Nhưng tôi nóng ruột quá, không chịu nổi. Sao con Như Thủy nó gọi về ngày một đó? Bà ông hỏi đi, nóng ruột làm gì? Ông mới lạ. Con Như Thủy nó gọi điện thoại về á, lúc nào nó cũng muốn nói cho vợ chồng mình vui. Tôi muốn hỏi con Lam á, trực tiếp mắt thấy tai nghe như vậy á, có đáng tin cậy không? Thôi ăn mau đi rồi đi. Ừ. Anh đừng có động vào người tôi. Anh nói cho tôi biết đi, chiếc bông tai này là của ai? Vì sao lại rơi trên giường của tôi? Được rồi, anh nói thì em phải tin anh đó nghe. Anh nói cứ nói, tôi tin hay không tùy thuộc vào tôi. Ờ, chiếc bông tai ấy á, là có thể của cô bạn anh nghĩ lại đánh rơi. Cô ta tên gì, làm gì và ở đâu? Tại sao cô ta lại ngủ trên chiếc giường của tôi? Ừ, cô ta là bạn học của anh thời sinh viên, nhà tận miền Trung lận. Vô đây công tác ít ngày, hôm bữa ghé thăm. Không may trời mưa khuya quá không dám về, nên anh đã bảo cô ta nghỉ lại trên giường của mình. Còn anh thì ngủ trên ghế salon này nè. Chuyện có vậy thôi em à. Anh nói chuyện như là anh nói cho trẻ con nghe vậy. Tại sao anh không gọi taxi cho cô ta về? Tại anh nghĩ đơn giản, mình vô tư trong sáng có gì đâu mà sợ. Được, cứ cho là như vậy đi. Vậy cô ta tên gì, làm gì và ở đâu? Số điện thoại thế nào? Anh cho tôi biết đi, để tôi tự tìm hiểu lấy. Em có cần làm như vậy không? Sao không cần? Tôi không dễ bị lừa gạt như anh nghĩ đâu. Anh nói đi, cô ta là ai, làm gì và ở đâu? Sao? Anh không trả lời được hả? Nó khó quá đúng không? Bộ mặt thật của anh đã bộc lộ ra rồi đó. Dù gì thì cũng không thể nói được Lam à. Nhưng xin em hãy tin anh, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Anh thề đó. Anh đừng có thề nữa. Tôi không cần anh thề thốt. Vấn đề là cô ta là gì? Là gì của anh? Mà sao anh phải che chở cho cô ta như là báu vật vậy? Là gì hả anh? Cô ta chẳng là gì cả. Nhưng ở đời có những thứ còn đáng giữ gìn hơn báu vật nữa em à. Anh dám thừa nhận với tôi như vậy sao? Được rồi, vậy thì anh cứ ở đó với báu vật của anh đi. Kìa, Lam, Lam à, anh xin em mà Lam. Lam, Lam à, Lam, hãy nghe nói đã Lam. Nè, chuyện gì vậy? Ba má. Dạ, con chào ba má. Hai đứa mới đi xa về, mà tại sao vậy? Thôi vô nhà có gì nói chuyện cho ba má nghe coi. Ừ, ừ. Dạ, ba má cứ vào nhà đi. Anh Hưng có chuyện sẽ nói cho ba má nghe. Con không còn gì để nói nữa. Lam. Lam à, Lam. 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 Nếu là bạn bè trong lúc lỡ đường ngủ lại, vậy tại sao con không nói tên cô ta cho vợ con biết? Cứ để cho nó thắc mắc, nghi ngờ làm cái gì? Chắc nó sợ con Lam làm mất mặt nó chứ gì. Mà có mất mặt đi nữa, với vợ và bạn, con phải cân nhắc coi ai hơn ai chứ.
nhưng chuyện này con không thể nói ra. Ba má đừng làm khổ con thêm có được không? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả hạnh phúc của gia đình vậy? Thì con cứ nhận đại một tiếng, để cho ba má còn biết đường mà lo. Khổ quá, ba má mà còn không tin con nữa sao? Thì con cứ chứng minh là con vô tội đi. Sao không chứng minh được chứ gì? Thôi kệ nó, về ba. Con lo mà giải quyết cho em Thắm đi. Tan nhà nát cửa như chơi chứ không phải chuyện giỡn đâu. Về không? Ừ. Ủa, sao vác vali về vậy con? Nè, bộ có chuyện gì nữa hả? Lần này á, con không có chịu nhường nữa. Má biết không, con đã hỏi và anh ta cũng đã thú nhận là có con nhỏ đến ngủ nhờ rồi, nhưng lại nhất quyết không nói tên người đó là ai, cũng không chịu nói cho con biết nó làm gì, ở đâu. Má thấy như vậy có tức không? Con nghĩ là chắc là anh ấy sợ chị làm phiền người ta, cho nên anh ấy không nói chứ gì, đúng không? Làm phiền gì? Rồi con đùng đùng con xách vali về đây vậy đó hả? Vợ chồng chuyện đâu còn có đó, phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chứ. Nhưng mà nhất định ảnh không nói tên của người đó ra. Còn hỏi má, bây giờ còn hy vọng gì nữa mà má bảo con phải bình tĩnh? Lần này á, không thể tha thứ cho anh ta được. Thì chuyện bây giờ cứ cho là cái chuyện nó đi ngủ nhờ đi. Nhưng mà đâu phải vì cái chuyện đó mà con nghi ngờ chồng con. Không lẽ con nghĩ là nó phản bội con? Trời ơi, sao má lại tin người như vậy chứ? Tại sao? Con hỏi ảnh cô ta ở đâu, làm gì, anh ta không nói. Bây giờ con phải đi xác minh cô ta ở đâu, làm gì, như vậy con mới tin anh Hưng. Thôi, theo ý má, cái gì bỏ qua được thì con bỏ qua đi. Cứ làm lớn chuyện lên nó rồi tan nát bây giờ. Con không cần. Nếu mà chồng con không chịu nói ra tên con nhỏ đó là ai, ở đâu, con sẽ làm đơn ly dị ảnh. Con thấy như vậy là đúng rồi đó. Chị phải làm căng lên mới được. Chứ nếu không hả, đàn ông mà mình dễ dãi như vậy là không có được đâu. Thôi đi, con có biết là tìm một người chồng đàng hoàng là rất khó khăn không? Cứ hở một chút là con cứ đốc đốc vô để cho phá tan gia đình người ta làm sao? Con đâu có dám tính như vậy đâu. Con hỏi má, nếu mà anh Hưng đàng hoàng thì làm sao con nói được? Chứ con thấy á, tha thứ như má rồi được cái gì đâu, ân hận cả đời. Con tôi cam đoan với ông, tôi chắc chắn với ông luôn á, cái con mà thằng Hưng không dám nói ra là con Nguyệt, chứ không có ai hết á. Sao bà dám chắc vậy? Thì lúc trước á, con Nguyệt nó có ghé đây, tôi có nói con Lam nó qua Pháp để tìm nguồn hàng. Biết con Lam không có ở nhà, nó mò ở nhà thằng Hưng có chết không. Ông thấy không, con gái bây giờ ghê gớm ha ông. Cái đó là bà suy diễn ra, chứ biết đâu không phải vậy thì sao? Không phải nó, ai vô đây mà thằng Hưng á, không hư cũng phải hư đó ông. Mà hớ dân miệng mèo mà. Chị Lam có tức tối thì tức, chứ anh sao lại tức người ta? Em nghĩ chẳng ai nỡ đi căm tức người yêu thương mình hết, phải không anh? Trời ơi, làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ đây? Tú ơi. Dạ. Kêu chị Lam dậy đi con.
Vậy ăn miếng cháo cho tỉnh táo rồi chuyện gì tính sau đi. Má nói chị vậy xuống ăn cháo kìa. Rồi chuyện gì thì từ từ tính. Thôi, chị không ăn nổi đâu. Chị mới lạ đó. Mình phải ăn đi có sức mới đối diện với sự thật phũ phàng được chứ. Đó cũng là bài học đắt giá mà em trải qua rồi. Em thì có gì đâu mà phũ phàng. À, đó là chuyện của riêng em. Chị không nên tìm hiểu để làm gì. Tú à, hai chị em mình là hai chị em ruột. Nhưng chị thấy em đối xử với chị như người dân nước lạ vậy. Thôi, chị xuống đi. Má chờ dưới á. Tú, nghe nói nè. Sao anh Hưng tới mà má thấy con không chào hỏi gì hết vậy? Má cũng biết rồi đó. Con là người chúa ghét sự phản bội mà. Con thiệt à. Hưng tới hả con? Má, cho con sang đây giải thích với má. Ừ, có gì vô nhà đi rồi hả nói. Tú, Lam, hai đứa xuống đây. Ăn xong á, ông đưa tôi qua nhà con Lam nói chuyện coi sao. Nói gì mà nói, bà cũng không nên can thiệp sâu vào chuyện tụi nó, kệ nó. Nói như ông, làm cha làm mẹ, không lẽ cứ đứng nhìn vợ chồng nó gây lộn với nhau rồi chia tay nhau sao? Đến chừng đó hãy tính. Đến chừng đó còn gì để nói nữa. Ủa, chứ không lẽ vợ chồng mà dễ chia tay nhau đến vậy à? Thời này chứ không phải thời xưa đâu mà ông nghĩ vậy. Lúc mà tụi nó muốn lấy nhau hả, cha mẹ có cấm cũng không có được đâu. Rồi bây giờ bỏ nhau, mình có cản cũng đâu có được đâu ông. Bà cũng nói vậy thì qua đó làm gì? Thì mình cũng phải qua đó phát biểu ý kiến cho đã nư. Phải cho tụi nó biết mình quan tâm tới tụi nó chứ sao. Không lẽ để mẹ con nó vậy hoài sao được. Thôi, ăn đi rồi chờ Hưng về coi sao nữa chứ. Chứ tôi nghe bà nói riết điếc tai điếc não, chắc tôi chết sớm quá. Ông khỏi lo. Ông mà chết hả, tôi uống thuốc chuột chết theo ông cho có đôi. Vừa lòng không? Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy bạ hoài. Ăn đi. Hưng nó nói vậy đó, rồi con nghĩ sao? Tất nhiên là con không thể tin anh ấy rồi. Má thấy đó, ảnh có ăn năn hối lỗi, có thiện chí gì đâu. Trước sau gì á cũng chỉ một giọng điệu như vậy thôi. Không ăn năn, không thiện chí, nó qua đây nói chuyện với má làm gì? Con cũng vừa phải thôi. Vậy má bảo anh nói tên con nhỏ đó ra đi. Khổ quá. Nhưng mà anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu. Là vợ chồng sao em không chịu tin anh? Niềm tin thì cũng phải có cơ sở, đâu phải nói tin là tin ngay được. Thôi anh đi về đi. Từ bây giờ anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Khi nào tòa án gọi tôi sẽ gặp anh ngoài đó. Kìa em. Con về suy nghĩ kỹ, chứ căng thẳng về hoài không thuyết phục được nó đâu. Dạ thôi, thưa má con về. Chị, chị có nghi ai không? Có, Nguyệt. Vậy có phải Nguyệt là mối tình đầu của anh Hưng hả? Đúng vậy. Vậy em thấy là chị... Sao chị không đến gặp thằng Mã luôn đi? Hỏi cho ra lẽ chứ nằm ủ rũ hoài có giải quyết được vấn đề gì đâu. Sao chị lại không nghĩ ra ta? Hay là em chở chị đi nha? Nhưng mà em đâu biết nhà bà ở đâu đâu. Chị biết vì có lần Như Thủy đã nói địa chỉ của cô ta cho chị biết. Vậy còn chờ gì nữa, đi.
hai đứa đi đâu đó? Tụi con đi công chuyện một chút. Dạ. Chào chị. Dạ. Hai cô cần gì? Chị cho em gặp Nguyệt được không ạ? Con Nguyệt đi Pháp rồi mà cô. Đi lâu chưa ạ? Mới đi sáng nay. Mà đi làm chi vậy chị? Nói hai cô bỏ qua. Tại mọi người ở nhà ép con Nguyệt lấy người mà con Nguyệt không có ưng, nên con Nguyệt buồn bỏ đi Pháp rồi. Dạ. Em cảm ơn chị ạ. Dạ. Chào chị. Hai cô. Em thấy không? Đúng là Nguyệt chứ không phải là ai khác. Sao chị khẳng định như đóng cột vậy? Thì tình cũ không rủ cũng tới mà. Cũng chính miệng anh Hưng nói là hình như Nguyệt đang buồn chuyện gia đình, cần được chia sẻ. Ủa, mà vậy là chị nhất định làm đơn ly dị thiệt hả? Không thật thì giả sao? Thôi đi. Mà em thấy chị còn thương ảnh, với lại anh Hưng cũng yêu chị lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi. Con nhờ ba má qua nói với vợ con một tiếng, chứ làm căng lắm, còn đòi làm đơn ly dị với con nữa. Có trời mà xuống đây nói á, nếu là má hả, má cũng làm y như con Lam vậy. Thì con cứ khai tên con nhỏ đó ra là xong chứ gì. Trời ơi, ba nghĩ đơn giản quá. Vậy là có thật rồi, còn kêu trời gì nữa con. Khổ quá, ba biết cái gì mà nói. Thôi, con làm con chịu đi. Chị gọi điện thoại qua Perry hỏi Như Thủy rồi. Theo Như Thủy nói thì Nguyệt nó biết lúc đó chị vắng nhà. Trước khi sang Pháp, nó có đến chào ba má chồng chị và gặp anh Hưng. Em thấy không? Chị nghĩ đâu có sai đâu. Vậy là chị nói hết mọi chuyện cho chị Như Thủy nghe luôn rồi hả? Ừ. Có gì đâu mà phải sợ. Rồi chị Như Thủy nói sao? Như Thủy nói là sẽ gặp trực tiếp con Nguyệt ở bên đó, rồi dò hỏi xem sao. Nếu mà đúng như vậy thì Như Thủy sẽ có cách đối phó. Cách gì? Chị cũng không biết. Nhưng mà cái thứ vụng trộm như vậy, đời nào mà nó chịu nhận. Ủa, hồi trước em thấy chị có đeo đôi bông tai màu hồng ngọc đẹp lắm mà. Sao bây giờ không thấy? Chị cũng thích đôi bông tai đó. Nhưng có lần tắm biển ở Vũng Tàu, chị đã làm mất đi một chiếc rồi. Chị cũng đi tìm mua lại, nhưng mà không có tìm được. Vậy thì tiếc thiệt. Trời ơi, tiếc gì cưng. Nhưng mà bù lại, chị được một bữa tắm biển thiệt là thỏa thích. Dạ, em nghe. Em đang ngồi với chị Nguyệt nè. Anh có rảnh thì qua đây. Quán mà tụi mình hay ngồi đó. Dạ, dạ được. Lát nữa bạn trai của em sẽ ra mắt chị đó. Ủa, vậy hả? Cho em tò mò chuyện chút nha. Chị có bạn trai chưa? Thiệt sự là chị đã yêu một người, và bây giờ chị không thể yêu người khác được nữa. Vậy là chị cực đoan quá rồi đó nha. Chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đó là chuyện của trái tim mà em. Con đã nói hết lời như vậy mà ba má không chịu tin con sao? Chẳng lẽ ba má muốn nhìn vợ chồng con chia tay sao? Làm không tin con đã đành. Chẳng lẽ ba má sinh con ra mà cũng không tin con sao? Alo. Chị Xui hả? Con cái nó làm phiền vợ chồng tôi với chị quá. Chị Xui, chị đừng nói như vậy. Có xin lỗi á, là vợ chồng tôi xin lỗi chị.
Dạ rồi, tôi hiểu mà. Gặp tôi và chị thì cũng giống như con Lam thôi. Dạ rồi, gặp sau nói chuyện nha chị. Dạ, chào chị. Chị Xui mới gọi điện thoại qua xin lỗi vì không khuyên được con Lam về với chồng nó. Và xin phép vợ chồng mình cho con Lam ở nhà bển thêm vài bữa. Rồi từ từ chị khuyên con Lam. Không ai khuyên con Lam ra ngoài con hết trơn á. Liễu hồn đó. Theo như Thủy điều tra, đúng là Nguyệt mất một cái bông tai, nhưng nó nói là mất ở Vũng Tàu. Em có tin được không? Không lẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Thì đó, làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được. Hai thế thật là kỳ lạ. Chuyện này chị không thể tha thứ cho anh ta đâu. Chị nghĩ vậy, nhưng mà làm gì có cơ sở chắc chắn đâu. Rồi, chị sẽ tìm ra cái cơ sở đó. Em cứ chờ xem. Alo, Như Thủy hả? À, chị đây. Em cho chị số điện thoại của Nguyệt được không? Ờ, thì chị nói chuyện điện thoại với Nguyệt đó mà. Em không có hay là không muốn cho chị biết? Em mới mất điện thoại à? Chị biết rồi. Em cố gắng xin lại số điện thoại của cô ta cho chị biết nha. Chị đợi. Em cứ yên tâm đi. Chị với cô ta cách nhau nửa dòng trái đất mà. Chị làm gì được cô ta? Được rồi, chị biết rồi. Em đừng có lo. Chào em nha. Lam ơi, Lam. Lam, em mới về hả? Anh à, em chỉ về để lấy quần áo của em thôi. Em à, chúng ta không thể sống thiếu nhau được đâu em. Chứ anh nghĩ rằng em có thể sống trong căn nhà này và nằm trên chiếc giường mà anh đã ngủ với cô ta sao? Lam à, không có chuyện đó đâu em. Chiếc giường, căn nhà này và anh đều hoàn toàn trong sạch mà em. Em hãy tin anh đi em. Lam à. Tin anh. Em đã tin anh. Và em đã ra nông nổi như thế này đây. Nhưng anh hoàn toàn vô tội với em mà Lam. Nếu mà em không muốn ở trong căn hộ này nữa, mình bán đi mua căn hộ khác nha em. Bán căn hộ này đi, mua căn hộ khác. Em có thể bán trái tim của anh, mua một trái tim khác thế vào được không? Anh xin em mà Lam. Lam à, anh xin em hãy hiểu cho anh. Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em hết. Em hãy tin anh đi Lam. Thôi, anh khỏi nói đi. Em đã biết người đó là ai rồi. Và vì vậy, tôi càng ghê sợ và kinh tởm anh. Lam à, em hãy hiểu cho anh Lam à. Lam, anh buông tôi ra đi. Buông Lam, ra đi. Anh xin nè, em mà Lam. Buông ra đi. Anh bỏ tôi ra. Muốn em ra đi. Bỏ tôi ra. Anh đi mà xin người yêu quý của anh đi. Từ bây giờ, tôi và anh không còn gì để nói với nhau nữa. Có người nào đâu Lam. Không còn gì để nói nữa. Kìa, Lam. Chuyện tôi nói tới vậy rồi, bây giờ tính sao đây ông? Có mà trời tính á. Mà cái con Nguyệt đó thiệt là kỳ cục. Yêu người ta không được thì phá. Tôi muốn điện thoại kêu nó ra, tôi chửi cho nó một trận đó ông. Bà lấy cớ gì mà để chửi bới người ta?
Bà cứ cho là có chuyện vậy đi. Nếu như thằng con bà nó không thương người ta thì làm gì có chuyện xảy ra. Trời ơi, mở mà dân miệng mèo. Mèo không ăn mới là chuyện lạ đó không? Tôi rành lắm, tôi rành đàn ông mấy ông lắm. Bà đừng có quơ đũa cả nắm ngang. Thì đó, ông tự kiểm điểm lại ông, coi có không? Cái bà này kỳ lạ chưa? Sao? Cứng miệng không nói được phải không? Mà trăm sự cũng tại có Như Thủy mà ra hết trơn á. Thằng anh nó không chịu thì thôi, còn em bày đặt dẫn bạn bè chi cái thứ đó. Bạn bè làm cái gì cho ra cái chuyện này không biết nữa. Còn nhất thiết phải làm vậy đó hả? Con không thể tha thứ được cho anh ta má à. Thảo không có chồng, chứ con không thể chấp nhận một người chồng phản bội. Thôi, chuyện ly dị để tính sau đi. Bây giờ trước mắt á, má thấy là hai đứa nên xa nhau một thời gian, để mà tính tâm suy nghĩ kỹ lại đi. Khi nào cảm thấy chín chắn rồi á thì hãy quyết định. Nhưng mà nếu muốn như vậy á thì con phải qua bên nhà thưa với ba má chồng con một tiếng, không thôi họ trách. Rồi về ở với má với em được rồi nha. Má, thưa má, con mới về. Ngồi, ngồi xuống đây với má nè con. Sao, hai đứa làm sao rồi? Nói cho má nghe coi. Má ơi, anh Hưng vẫn bảo vệ con kia tới cùng, cho nên con xin ba má cho phép con về bên má con một thời gian. Con nghĩ là xa nhau một thời gian, anh Hưng sẽ suy nghĩ lại, và con cũng sẽ được bình tâm hơn. Là vợ chồng với nhau, xa nhau không nên đâu con. Con cứ nói cho đã tức đi. Có gì nói cho má nghe coi. Rồi vợ vẫn là vợ, chồng vẫn là chồng, vậy thì mới mong hàn gắn với nhau được chứ. Má, con xin lỗi má. Con chỉ muốn hàn gắn trong tình yêu, chứ không phải hàn gắn trong sự lừa dối và cam chịu được đâu má. Nhưng sao má thấy thằng Hưng nó tội sao con à? Sao, tha thứ cho nó một lần đi, rồi từ từ nó tỉnh ra thôi con à. Má, con không thể sống như vậy được đâu má. Có gì má nói lại với ba giùm con. Con xin phép má con về. Cái con nhìn như vậy mà sắc đá quá trời luôn. Phong vẫn thường gọi điện cho mày hả? Anh đừng đến đây làm phiền nơi làm việc của tôi. Anh biết, anh đến đây là để đưa thuốc đau bao tử cho em thôi. Em để quên ở nhà. Ba, má. Con về trễ vậy, ngồi xuống đây ăn cơm với ba má luôn. Vợ chồng con bây giờ hay quá ha. Vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng. Con tính để vậy luôn hả Hưng? Thì con biết phải làm gì bây giờ hả ba? Tại con không muốn, chứ không phải không có đường cho con đi, đúng không? Mấy hôm nay con nghĩ sao rồi? Càng nghĩ con càng không hiểu anh Hưng đang nghĩ cái gì. Đến giờ phút này mà anh vẫn không chịu thú nhận tất cả. Con nghĩ anh Hưng không phải là người như vậy. Anh ấy cần con, cần hạnh phúc gia đình,
Hay là cần cô ta hơn con hả má? Nhưng nếu như nó tình ngay Lý Giang thì sao? Chưa có gì chắc chắn mà. Ở đời không nên cố chấp quá con à. Kê Tú, em nói với chị làm giúp anh một tiếng đi. Anh muốn em nói gì? Có trời nói tôi cũng không nghe. Anh đi về đi, về ngay đi. Nếu không tôi nhảy lầu tự tử cho mà coi. Thôi được rồi, để anh về, anh về. Em đừng làm gì bậy nghe Lam. Anh về đây. Anh về đây. Con định hành hạ nó đến khi nào đây? Sao mà nói gì lạ vậy? Ai hành hạ ai đâu. Má không nhìn chị hai con kìa. Nhìn không ra hồn người gì hết. Để con ra mở cửa. Anh. Em cho anh nhờ một chút. Dạ. Em đem vào cho chị Lam giùm anh. Nói chị Lam phải uống sữa đều đặn. Chứ dạo này anh thấy chị Lam em gầy và xanh lắm. Em cũng thấy anh dạo này gầy hơn nhiều á. Anh cũng phải tự lo cho anh chứ. Anh đã có má anh lo rồi, em không phải lo cho anh nữa. Ai thèm lo cho anh? Ủa, mà anh không vô hả? Thôi, để cho chị em được yên, anh về đây. Anh đi nghe. Dạ anh đi.